thì tôi sẽ làm một video cái nhà kéo tóc sợi mũi. Cái nhà bây giờ cái nhà cũng bắt tay vào kéo tóc sợi mũi cho nha.
đẹp thì cả nhà nhớ bấm chia sẻ video cho kênh Nguyễn Xuân Tầm. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha.